Hello, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay tiếp tục một cái ngày thời tiết rất là đẹp và mình cùng với những anh em lại có một chuyến đi sưu tầm lan rừng ở một cái khu rừng rất là xa xôi, và mấy anh em mình thì phải đi mỗi người một xe. Hôm nay thì không thể nào đèo nhau được nữa các bạn ạ, tại vì đường rất là khó và bây giờ phải qua một con suối thì mình vừa mới phi qua, nó ngập mất nửa cái xe của mình các bạn ạ, ngập hết ống xả luôn, nhưng mà rất may là mình đã vượt qua được. Còn hai anh em hôm nay lần đầu được đi, không biết là liệu rằng có qua được cái con suối này không các bạn ạ. Đấy, cho các bạn xem cái cảnh đi tầm lan. Đây chỉ là một cái góc rất là nhỏ thôi, mình ướt giày các bạn ạ. Đấy, đôi giày này là đôi giày của một ông anh ở trong miền Nam các bạn nhé, tặng cho mình đấy. Đôi giày đi rừng chuyên nghiệp đấy các bạn ạ. Hôm nay mới có dịp mặc để đi vào trong rừng sâu này. Vừa qua một con suối thì ướt giày rồi. Còn ngoài kia, dọc tít ngoài kia thì toàn đi ở trên đồi thôi các bạn ạ. Toàn đi ở trên đồi và rồi thì qua những cái chỗ nào bằng ấy thì nó toàn là trũng nước, toàn bùn lầy, kinh khủng lắm các bạn. Rất là lâu rồi mình không có đi qua cái tuyến đường này. Hôm nay thì đưa thêm hai anh em nữa đi cùng. Hai ông anh em này thì đang do dự, thấy con suối nó sâu quá các bạn, nó ngập hết ống xả. Mình vừa đi qua đây này, chỗ này sâu lắm này các bạn này. Bây giờ hai anh em này bắt đầu qua suối này các bạn này. Cho các bạn xem cái cảm, cái quá trình đi qua một con suối bằng xe máy nó như thế nào các bạn nhé. Nói chung là phải có nhiều kỹ năng, đi xe hay là đi rừng thì nó cũng vậy các bạn ạ. Và qua suối là một cái kỹ năng bắt buộc, mình cũng phải đi nhiều thì mới có kinh nghiệm. Nó ngập hết xe luôn này các bạn, thấy chưa? Tí nữa thì đổ xe luôn. Ok, may quá là đã qua được suối. Rất là nguy hiểm các bạn ạ. Đấy, ngập hết cả bánh xe luôn các bạn ạ. Rất may là hai anh em lần đầu đi qua cái con suối này, nhưng mà cũng đã đi qua thành công. Đi qua suối này cứ phải kéo ga một mạch các bạn ạ, nhả một cái là nước nó vào ống xả ngay, ướt hết lên tận đầu xe này các bạn ạ. Hành trình đi tầm lan rừng nhiều lúc nó cũng mạo hiểm, nhưng mà nhiều khi nó lại rất là thú vị các bạn ạ. Bây giờ anh em mình tiếp tục theo cái con đường mòn, đường đồi đất này, để đi mãi sâu vào trong cái khu vực đi tìm lan các bạn nhé. Sau khi đi qua những cái con suối ở dưới những cái vùng trũng như vậy thì bây giờ mình lại lên đến trên đỉnh đồi các bạn ạ. Đấy, ở đây những cái con đường nó xẻ qua giữa những cái ngọn đồi này các bạn này. Những cái con đường đất, đường này thì cũng là đường dự án của nhà nước hết các bạn ạ, để phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa. Nhưng mà không có kinh phí để đổ bê tông đâu, chỉ cuốc san ra như thế này để người dân đi lại bằng xe máy là chính thôi. Trời nắng ráo như thế này, hôm nay thì nắng gió thì có thể đi được các bạn ạ. Còn khi mà trời mưa thì người dân ở đây họ phải cuốn cái xích vào bánh xe các bạn. Còn đồi ở đây thì người dân trồng cây gỗ các bạn, trồng rừng nhé. Đồi ở đây thì hình như là nhà nước cho phép là người dân khai phá để trồng rừng, để phát triển kinh tế các bạn ạ. Có những cái con đường như thế này là đường xe đi chở gỗ này, những cái xe ô tô có thể đi chở gỗ đi qua những con đường đồi dốc như thế này, chỉ những tay lái bản địa mới đi được các bạn ạ. Đấy, còn con đường đi xe máy thì nó như thế này này, do là không có kinh phí để đổ bê tông, với lại trong này thì người dân sinh sống cũng không nhiều và rải rác ở đâu đó như những cái thung lũng dưới kia chẳng hạn, chỉ có một vài những hộ gia đình ở ven suối thôi. Cho nên là mặc dù là đường của nhà nước làm nhưng mà cũng không thể đủ kinh phí để đổ bê tông được. Mà đây trời mưa thì vất vả các bạn ạ, trời mưa thì chắc chắn là mình không dám đi vào con đường này. Ở đây người dân họ phải quấn một cái xích vào bánh xe này. Đấy, cái này thì nhà sản xuất xe máy thì chắc cũng chưa nghiên cứu đến, nhưng mà người dân ở đây thì ở miền núi thì đã phải cải tiến để có thể đi lại trên những con đường trơn trượt này các bạn. Có những cái vết này là vết xích ăn xuống nền đất các bạn. Trời mưa thì đi xe thì không đi ở trên cái mặt bằng này được đâu, cái chỗ nhẵn này thì không đi được đâu, mà phải đi xuống những cái rãnh này các bạn này. Đấy, đi và trượt theo những cái rãnh này, bánh thì nhiều khi là không lăn đâu các bạn, chỉ dê đi thôi này, như các bạn xem ở đây này. Đấy, những cái vết này là vết
bánh xe chỉ dê đi thôi chứ không có lăn đâu các bạn nhé. Rất là phiêu lưu, chỉ có tự mình được đi, được trải nghiệm thì mới biết được thôi. Ở chỗ mình thì ngày xưa đường cũng khó, nhưng mà không có đi đồi đất như thế này đâu. Vào đến đây thì mới biết, mới được trải nghiệm được cuộc sống ở mỗi nơi mỗi khác các bạn ạ. Và miền núi thì nó là như vậy rồi, xung quanh toàn là đồi, là núi, là rừng cây, rồi là bạt ngàn những cái cung đường. Không biết thì chắc chắn là sẽ không thể đi xuyên qua cái khu vực này để đến cái cánh rừng được. Cái này mình đi mình dùng định vị bằng Google Map hết các bạn ạ. Bây giờ công nghệ thông tin nó phát triển cho nên là có thể tìm được những cái tuyến đường vòng vèo ở trên đồi này. Con đường đến với cái khu rừng chắc cũng không còn xa nữa các bạn ạ. Mình đang đi qua cái khu vực này là một cái đồi cỏ danh, có một vài cây hoa sim. Còn cái con đường đất thì nó chạy vòng bên kia. Và phía xa kia đó chính là những cái dãy núi. Những cái dãy núi, những cái khu rừng sâu. Nơi đây thì sẽ có những cái loài lan đẹp, nhất là cái loài lan hài hương mà anh em mình vẫn mong muốn có thể gặp được. Nó nằm ở trong cái khu rừng này các bạn ạ. Một cái khu rừng, cái khu rừng núi đá các bạn nhé. Và khá là hoang vu, ở trong đó thì có rất là nhiều những cái cây gỗ to. Cái chuyến đi này của anh em mình thì sẽ đi vào trong rừng sâu và sẽ ngủ lại trong đó một đêm. Một cái khu vực đồi cỏ danh ở đây rất là thoáng. Trong cái thời gian đợi anh em đi thì hơi chậm, không đi nhanh bằng mình được. Để cho nên là ở đây có thể quan sát được cái khu rừng ở trong đó rồi các bạn ạ. Những cái ngọn núi đá cách không còn xa nữa, chắc chỉ còn khoảng 30 phút nữa thì mình sẽ đi sâu được vào trong những cái dãy núi ở đằng kia các bạn ạ. Vậy là sau khoảng 2 giờ đồng hồ đi xe máy trên những cái cung đường rất là phiêu lưu thì bây giờ mấy anh em mình đã đi sâu vào trong cái khu vực rừng núi ở đây các bạn nhé. Đã đi sâu vào cái khu vực rừng núi ở đây, không còn đi xe được nữa. Đi xe vào trong cái bãi bụi rậm này là hết đường rồi. Và anh em mình sẽ chuẩn bị đi lên trên núi, bỏ xe ở đây và đi vào trong rừng các bạn ạ. Đó, đi sâu vào trong những cái cánh rừng, những cái ngọn núi ở trong này. Còn phải đi vào sâu nữa, mấy ngoài thì nó không có núi đẹp đâu, cho nên anh em mình sẽ phải vào trong tít sâu và sẽ tìm được những cái ngọn núi thật đẹp để có những cái chuyến đi tầm lan thật sự là có thể gặp gỡ được nhiều hơn những cái loài lan đẹp ở trong đó. Sau một chặng đường đi bộ khá là dài từ cái nơi để xe thì mấy anh em mình bây giờ đang có mặt ở giữa rừng sâu, tít ở trong rừng sâu các bạn ạ. Bao la là những cây gỗ to, những ngọn núi cao. Nay thì anh em mình vào đến đây và bỏ đồ đạc ở đây các bạn ạ. Bỏ đồ đạc ở đây, tối nay khả năng là sẽ đốt lửa và anh em mình sẽ nghỉ đâu đó dưới những cái khe đá này. Thế thôi, ở trong rừng sâu thì chắc là ngủ cũng không say đâu các bạn ạ. Nhưng mà cứ chợp mắt được ít nào hay ít đấy, gọi là có chỗ để nghỉ ngơi qua đêm. Ở cái khu vực này nó có một cái khe thì cũng không rộng lắm, nhưng nó có cái tảng đá chỉ ở bên trên, nó có thể che xương được. Đấy, anh em mình sẽ tạm thời là để đồ đạc đây và bắt đầu một cái hành trình đi lên trên núi để tìm lan. Mời các bạn cùng theo dõi trong cái video tiếp theo là cái chặng đường anh em mình lên trên những cái ngọn núi này tìm lan, không biết là sẽ gặp gỡ được những cái loài lan gì, khi mà rừng núi ở đây thì bao la và cây gỗ to thì rất là nhiều các bạn ạ.